Hello my friend nha. Lại là Đức ô tô cũ Sài Gòn ha. Mới lấy về một em cũng đang được săn đón khá nhiều ha. Hyundai Elantra GLS 1.6 AT. Xe thì trước thì cũng đã được trang bị đèn ha. Đèn LED ban ngày. Bi. Đã được trang bị bi, đèn sương mù cũng bi luôn ha. Nhưng là phải có chạy xước theo thời gian nha. Xe mình chưa có dọn nha. Mình cho lên trước rồi, khi nào mình đi Đà Lạt về mình dọn xong rồi mình lại cho lên sóng ha. Cũng có chi tiết hơn. Mà chỉ còn đánh bóng lên là mới tin nè. Xe rất liền lạc ha. Đức chỉ bán xe đẹp thôi ha. Tất nhiên là nó phải có chạy xước nè. Chỗ nào chạy chạy thì mình sẽ chỉ luôn, mình mốt mình sẽ cho làm lại hết rồi mình lại cho lên sóng. Gương chiếu hậu thì cũng tích hợp xi nhan ha. Chỉnh điện, gập điện. Có luôn trang bị cảm biến Axis Lock. Ha, đi sơ trước đi. Đang đi trên đường đi Đà Lạt cho nên là nó hơi hơi ấy chút xíu nha. Mình quay sơ trước thôi. Ghế da cũng còn rất đẹp ha. Ni lông thì vẫn còn luôn nè. Đó, đang chở luôn, có con gái theo luôn. Khi nào đi Đà Lạt về thì mình cho dọn dẹp lại, đánh bóng đồ lại rồi mình cho lên sóng. Trang bị con ngựa lạnh phía sau. Nỉ zin. Ha. Ơi, đợi bác xíu. Đó. Tình trạng thì đó. Nó có thể chạy nè. Chạy nè. Chạy thôi, cái này đánh bắt chắc đó, mình nghĩ nó cũng ra thôi, mà thôi để mình về mình làm lại cho nó đẹp mà thích. Đồ đạc phải cái cớp đó. Ui, này mình đang để quá trời đồ luôn. Sùng chạy phía sau ha. Nói chung là có chạy xước, có bao quệt nhưng mà không có bị nặng là được. Mình chỉ bán những cái xe như vậy thôi. Là cho lên sóng trước đi. Vẫn bị bạc bạc. Bị bạc bạc nè, thấy không? Từ từ. Ok, để bác xíu. Này, chạy chạy nè. Này chắc về phải đánh bắt. Bắt lại nguyên xe. Nói chung là tình trạng là hoàn hảo. Được. Cho ba cái điện thoại đi. Gương chiếu hậu thì cũng chỉnh điện gập điện ha. Ghế da còn rất đẹp, tấm lốp còn rất đẹp. Chào đi con gái. Chào mọi người. Rồi xong mình đi vô trong xe đi. Xe thì trang bị cảm biến da, camera da cũng khá. Rồi hệ thống camera thì cũng đánh theo góc lái ha. Cái dòng này chiếc sedan hạng C rất được săn đón. Mâm thì nó cũng phải có trò chạy rồi. Mâm nó bị chạy. Chạy ở đây. Mâm nó bị chạy về, mình sẽ cho sơn lại cái mâm luôn này. Chạy 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 nè. Mình sẽ cho làm lại. Mình sẽ cho làm lại hết nha. Còn cửa kết thì nói chung là nó cũng ok rồi. Mình cho coi cái máy sơ đi. Quay nhanh rồi mình đi nè. Ghế da rất đẹp. Ghế da rất cao cấp nha. Cabo này thì ra rồi nè. Mình thấy lịch sử thì bảo hiểm. Làm bảo hiểm nè nè. Thì khi cây vô sơn lại cabo. Máy còn zin nè. Quan trọng nhất là cái máy còn nguyên ha. ABS nè. Còn mới tin nè. Cho vệ sinh lại hết rồi mình lại cho lên sóng. Chung có bị đụng nhẹ chút xíu đầu trước mà cũng không thua, không bị nặng là được. Thì, mình dính keo thế này, lấy mình về cái mình có việc đi Đà Lạt cho nên là mình phải đi Đà Lạt luôn. Rồi khi về mình tính, mình có về thêm con Accent nữa, Accent nhập nguyên con Hàn Quốc 2013 xe long lanh, chạy ít hơn con này luôn nha, 2013. Nhưng mà con Accent thì chỉ mới 50 mấy ngàn cây thôi, mình cho ốp lên sóng sau. Đi Đà Lạt về đó, xe cũng trang bị xanh rúp đầy đủ ha. Thì trong xe có gì? Gương auto hết nha. Tự gập luôn, bấm lóc khóa là tự gập hai chìa khóa đầy đủ, cửa tài ô tô. Trang bị được cái màn hình DVD. Camera da.
có luôn cảnh báo tốc độ ha. Rồi điều hòa tự động, cần số cũng còn rất đẹp nè, rất đẹp. Ba chế độ lái ha, Eco rồi Normal với lại Sport. Đây sẽ hiển thị trên đây ba chế độ lái ha. Tiết kiệm 68.000 cây, vô lăng cũng còn rất đẹp nè. Tất cả đừng có gạt ngoài coi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, có con ngựa lạnh phía sau để điều chỉnh cái độ sáng. Đèn đã ô tô rồi, đèn gạt mưa ô tô, cọc lái thì gật gù bốn hướng. Điều hòa tự động, rồi cái hệ thống dẫn đường, rồi Bluetooth rồi đầy đủ. Ai thích thì về thêm cái Android lên cho nó xịn sò, còn không thì cũng là ổn rồi. Có cảm biến áp suất lốp luôn nha, anh nói đang báo nè. Mình thích cái này như là nó phải hát hay gì á. Đó, cảm biến sức lốp này bà con. Đó, nó đang báo hai bánh, cửa mở. Con đóng cái cửa lại con. Mở ra đóng lại. Rồi. Trước mắt là mình chỉ quay sơ sơ vậy thôi, sunroof, cửa sổ trời đầy đủ. Cửa sổ trời đồ đầy đủ ha. Rồi nói chung trần chiếc là cũng rất là đẹp rồi. Về mình chỉ có làm vệ sinh rồi đánh bóng đồ lại nữa là mình cho lên sóng thôi. Và giá của em nó là, và nó em nó khoảng 460 cành nha anh em. Tiền nào thì của đó thôi nha. Một chiếc xe nó còn rất là đẹp như vậy, và sedan hạng C cũng rất là hiếm trên thị trường chuyển nhượng nha, cũng không có nhiều lắm đâu. Bản GLS cao cấp ha, sạc điện thoại, sạc USB rồi điện thoại nằm ở đây, hai cũng sạc luôn anh em. Thoải mái ha. Rồi pháp lý thì minh bạch ha, ủy quyền hay là mua bán công chứng đều được nha. Mình đích thân đứng bán cái xe này cho nên anh em cứ yên tâm. Điều hòa nói chung là nó cũng nhiều thứ lắm, tự động. Ok rồi, chúc anh em tháng 7 sức khỏe, mua bán được nhiều xe nha. Mua may bán đắt, nếu mà anh em xe. Còn khách hàng thì mình chỉ chúc là sức khỏe và thành đạt thôi. Cần tư vấn gì thêm thì cái alo Trái Đất ha. Xe này xe mở Gò Vấp, hiện giờ thì mình đang đi Lâm Đồng, đang mới tới Đèo Chuối. Buồn buồn dừng lại quay cho anh em đó. Rồi chúc anh em sức khỏe nha, gặp nhiều may mắn. Bye bye. Rồi bye bye gì con. Bye bye, bye.